Hai đứa tự chọn nơi cho mẹ đi. Tự chọn nơi thì mẹ dán cho nơi kia kìa. Đó. Quà của đứa nào lấy tự chọn nơi thì mẹ dán cho giùm cho. Mi. Nè nè. Mấy nơi nè. Quay từ từ nha. Giờ mình không có. Cái đó không? Mình muốn dán cho cái bông nào? Chờ chút, đứng yên, đứng yên. Giờ muốn gói dán cái quà nào? Quà đó phải không? Muốn dán nào? Nấm đồng. Nấm đồng. Ồ, biết nấm đồng luôn. Ok, đây nè. Để đưa cho con dán nè. Rồi, muốn dán nào không dán? Quà không con? Rồi, dán đây, dán nào? Nấm đây cũng dán quà nào con? Nếu con đây cũng quà mẹ, con đây cũng quà okay. Đó, từ từ, từ từ. Không muốn dán đâu cũng được. Đành nhạc, nấm đi sao kéo quay lên. Rồi, con muốn dán ở đâu? Về hình vô thôi. Quà con nè. Quà này con muốn dán nào? Rồi, ở đó đúng phải không? Rồi. Mày muốn đi quà này đúng không? Ok, quay chờ mẹ. Rồi, đây là quà của Đất đi nha. Mày để xuống đây nha. Cái này con dán không chưa? Rồi. Lựa màu khác có nhiều màu lắm không? Quay chờ mẹ. Nhiều màu lắm, muốn dán màu nào cũng được. Chúng ta dán ở đâu cũng được. Cái này cũng đẹp nhau đúng rồi. Con dao, con muốn lấy màu nào? Mày đã để đổ ra cho, xin ra. Nắm đi. Con sẽ quay ngoài nè. Rồi. Nắm đi nè. Con thích tên nào? Lụm này bỏ vô cho mẹ. Lụm
nào bỏ lại cho mẹ nha. Lụm nào bỏ vô. Rồi để qua kia. Rồi phụ em lụm nào bỏ vô đi. Rồi lụm phụ em bỏ nào vô đi đó. Phụ em bỏ nào. Ồ sao đi đó. Bỏ vô cái thùng đó. Ừ. Mày thích quà gì con ngựa? Lam sùm hà. Nhi. Ok, quanh kia ngồi đi, quanh kia ngồi để mà để cái máy lại cho nó. Rồi bây giờ mà lấy hai con nai ra, các con để cái quả con dưới cái sao. Ngồi yên nè. Để đây lắm đi. Làm nha. Mày có quà cho con mày chưa đó, mày hỏi tao hả nhỉ? Con đau hả? Yeah!
giờ rồi. Em mệt. Giao, đặt đây nhảy đi. No. Rồi, không muốn gói đây hả? Lấy cái đồ này cho mình ra gói. Đặt đây muốn gói không? Không gói. Không gói hả? Không muốn gói. Không muốn gói hả nè, gói đi. Yay. Đặt đó, gói cái đó, đồ quà đó. Lại lửa cái nơ đi, lửa cái nơ cho nó kì đi.